Bồ câu ra ràng, nghe nói là cũng thấy hấp dẫn rồi, sôi nổi rồi, nhưng mà riêng có một số người và số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn bồ câu ra ràng nha bà con, để nó tốt cho sức khỏe của mình. Nếu ta ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà chỉ xấu, xấu đi cho sức khỏe mà thôi. Đó là những người có bệnh gan, viêm gan cấp tính, đầy bụng, khó tiêu, bệnh tim, huyết áp cao, tăng nội nhiệt, nóng trong người, là vui lòng đừng ăn bồ câu ra ràng nha bà con. Đừng ăn là người có bệnh gan, viêm gan cấp tính, đầy bụng, khó tiêu, bệnh tim, huyết áp cao, tăng nội nhiệt, nóng trong người, là vui lòng đừng ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con ạ. Còn ngoài ra nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nhưng mà bồ câu ta không ăn chung với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, nó sẽ gây cho đầy bụng, khó tiêu. 3 ngày chúng ta ăn chỉ được một con ăn trong vòng 3 ngày đó. Nếu mà ta ăn rồi thì 3 ngày sau nghỉ mới rồi được ăn tiếp. Không ăn da thì nó tốt, không ăn da nha bà con, nó tốt. Vitamin nó có nhiều, vitamin A, B, E, canxi, sắt, tế bào não, trí nhớ, tốt và tốt vô cùng cho những việc như vậy. Nhưng bà con ta chú ý, chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe bà con ơi.